Sẽ hơn ngoài chợ nữa. Không được, lỡ ăn chúng trái cây có độc thì đào đâu ra thuốc đau bụng. Nhưng mà mình có cách để hết đói. Cách gì? Bạn có đem theo đồ ăn hả? Cách tốt nhất là theo dõi động vật sinh sống ở đây. Nếu chúng ăn được thì mình cũng ăn được. Đó, trái đó ăn được đó. Chết rồi, trời tối rồi.